Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Còn bây giờ sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại Mỹ kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lựa chọn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế để đưa ra những thông điệp quan trọng đầu tiên với Mỹ và cộng đồng quốc tế. Chính đây cũng là nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lựa chọn để truyền tải những thông điệp trong các chuyến thăm chính thức cấp cao trước đây. Bởi lẽ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế luôn được cộng đồng học giả quốc tế đánh giá là một trong những cơ sở nghiên cứu chiến lược và kiến nghị chính sách có uy tín rất cao tại Mỹ. Điểm nhấn xuyên suốt bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ngày 11 tháng 5 đó chính là thông điệp chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Một thông điệp xúc tích và dễ đi vào lòng người. Ngay từ cách nhìn nhận của Việt Nam về tình hình thế giới hiện nay đã thể hiện rõ thông điệp này. Thủ tướng chỉ rõ trong một thế giới đan xen những cơ hội và thách thức, nhưng dường như đang ở vào thời điểm khó khăn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh với đại dịch COVID-19. Cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, nguy cơ xung đột, bất ổn và thậm chí là chiến tranh đang gia tăng. Việt Nam luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chung tay vun đắp cho hòa bình, ổn định và phát triển của các quốc gia, các khu vực trên toàn thế giới. Cách đặt vấn đề liên quan lợi ích quốc gia cũng thể hiện rõ tính chân thành và trách nhiệm nêu trên. Đó là lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc cần hài hòa và tôn trọng lợi ích quốc gia dân tộc chính đáng, hợp pháp của các quốc gia khác trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cũng nêu rõ quan điểm là mỗi quốc gia cần hành xử một cách có trách nhiệm, thể hiện trước hết ở việc tuân thủ những cam kết của chính mình, tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng thể chế chính trị ở mỗi nước. Việt Nam là một minh chứng cho quan điểm này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra những lập luận rất thuyết phục để chứng minh. Trước hết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thứ hai, giữa độc lập và phụ thuộc, Việt Nam luôn chọn độc lập. Giữa thương lượng và đối đầu, Việt Nam chọn thương lượng. Giữa đối thoại và xung đột, Việt Nam chọn đối thoại. Giữa hòa bình và chiến tranh, Việt Nam chọn hòa bình. Giữa hợp tác và cạnh tranh, Việt Nam chọn hợp tác và cạnh tranh thì phải lành mạnh, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau. Đồng thời, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng. Thứ ba, Việt Nam sẵn sàng đối thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt, bất đồng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới như Việt Nam đã chủ động, tích cực và trách nhiệm trong phát huy vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2008-2009, 2020-2021 đóng góp quân nhân cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ tháng 6 năm 2014 đến nay. Về quan hệ Việt-Mỹ, Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp quan trọng là sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Mỹ trong gần 30 năm qua. Đây cũng sẽ là những nhân tố chủ đạo định hướng, thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn trong những năm tới. Nhận định thẳng thắn và tích cực của người đứng đầu chính phủ Việt Nam là một tín hiệu tốt lành cho tương lai quan hệ Việt-Mỹ và đã được chính giới học giả và doanh nghiệp Mỹ hoan nghênh đón nhận. Hàng trăm triệu mét vuông đất bị bỏ hoang, gây lãng phí nhưng chưa có ai bị xử lý. Thưa quý vị, rất nhiều quan chức có hành vi tham nhũng bị xử lý, nhưng hầu như chúng ta chưa xử phạt lãnh đạo hay cá nhân nào làm lãng phí ngân sách nhà nước. Vừa qua, Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội đã công bố những số liệu về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021. Số liệu dù mới được tổng hợp nhưng bước đầu cho thấy các bộ, ngành, địa phương phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức gần 2.553 tỷ đồng. Trong 6 năm, có 3.845 cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí, sai chế độ đã được phát hiện với số tiền 883,2 tỷ đồng. Số dự án thực hiện chậm tiến độ rất lớn, 8.580 dự án trong giai đoạn 2016-2020.
Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2021, vẫn còn hơn 650 triệu mét vuông đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật. Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình hình thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của cả nước từ khi ban hành luật đất đai năm 2013 đến nay vẫn còn lớn. Theo đó, đã thu hồi hoặc hủy bỏ 336 trên 575 dự án, công trình với tổng diện tích 99.543,97 ha với dự án công trình đã có quyết định giao cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ. Bàn luận về những con số này, ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 12-13 cho rằng lãng phí ở nước ta là rất lớn, lãng phí có lãng phí vô hình và hữu hình, lãng phí thời gian, nguồn nhân lực là lãng phí vô hình, còn hữu hình là những lãng phí tính được bằng tiền, bằng đất đai, vật chất. Thời gian vừa qua, rất nhiều vị quan chức có hành vi tham nhũng bị xử lý, nhưng hầu như chúng ta chưa xử phạt lãnh đạo hay cá nhân nào làm lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước. Mặc dù thiệt hại trong lãng phí không kém gì tham nhũng. Ông Lê Như Tiến cho biết, ở một số quốc gia trên thế giới, chỉ số ECOR chỉ khoảng 3-4 đầu tư trên một tăng trưởng. Thế nhưng tại Việt Nam, 8 đầu tư mới được một tăng trưởng. Điều này có nghĩa là chúng ta chưa giải quyết được vấn đề lãng phí, thất thoát khi đầu tư. Trao đổi với báo chí, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng chỉ ra thực trạng lãng phí trong mua sắm và sử dụng tài sản công. Theo số liệu báo cáo ban đầu của các bộ, ngành, địa phương, giai đoạn 2016-2021, số lượng phương tiện đi lại bao gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ là 6.976 chiếc. Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại 4,8 tỷ đồng. Ông Tiến nói, thực tế có không ít trường hợp sử dụng xe công vượt quá định mức quy định rất nhiều lần. Sáng đưa cán bộ đến cơ quan, chiều lại đón về. Ô tô và người lái ngồi không cả ngày. Chưa kể nhiều người còn lạm quyền biến xe công thành của riêng. Nếu chúng ta tận dụng, khai thác hiệu quả tài sản, phương tiện đi lại hiện có, chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, thì khoản phí tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là rất lớn. Liên quan đến vấn đề trên, giáo sư Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, hiện nay, những công trình, dự án đã được cấp phép nhưng không triển khai, diễn ra ở rất nhiều địa phương, khiến người dân bức xúc. Theo giáo sư Hoàng Văn Cường, nếu công tác bàn giao đất chậm, không giải phóng được mặt bằng thì chính quyền địa phương cần vào cuộc xử lý dứt điểm, không thể kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Còn nếu nhà đầu tư không đủ tiền, không có phương án kinh doanh cụ thể thì luật đã quy định, quá 12 tháng không triển khai sẽ phải thu hồi đất. Giáo sư Hoàng Văn Cường nói, luật đất đai cần được chỉnh sửa sớm, bởi lẽ cơ chế luật pháp của ta đang trao quyền quyết định quá lớn cho các nhà quản lý về định giá đất, sử dụng đất. Tuy nhiên, quyền quyết định này đa phần dựa vào tính chủ quan của người quản lý mà không có các yếu tố khách quan từ thị trường. Thực tế này sẽ hình thành nên cơ chế xin cho, rất dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, lãng phí đối với tài nguyên có giá trị lớn nếu những nhà quản lý, người đứng đầu không có bản lĩnh, không đủ tư chất, giữ vững lập trường trước cám dỗ về lợi ích. Trong khi đó, ông Lê Như Tiến cho rằng, việc giải ngân chậm, công trình chậm tiến độ, đất để hoang hóa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, dự án đắp chiếu nhiều năm không triển khai đã là lãng phí, nhưng những vấn đề này còn ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội khác, đó là một sự lãng phí kép. Ông Lê Như Tiến cho biết, dự án chậm tiến độ là do các chủ đầu tư không rốt ráo vào cuộc ngay từ đầu, có khi đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng, đến lúc quyết toán thì lại cuống quýt. Sau thanh tra kiểm tra, phải có chế tài xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, một là thu hồi dự án, hai là chuyển chủ đầu tư. Cũng theo nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, để lùi căn bệnh lãng phí trong lĩnh vực công, cần tăng cường khâu giám sát, thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Các dự án phải được giám sát ngay từ đầu và phát huy vai trò của giám sát cộng đồng, cư dân, các đối tượng thụ hưởng. Ông Tiến cho biết thêm, Quốc hội đã thông qua luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, nếu các văn bản pháp lý chưa đầy đủ thì cần phải sớm ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung, đặc biệt là các nghị định của chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành và những quy định, nội quy của các cơ quan để cá nhân, người lao động nắm rõ nội dung, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không đình chỉ lưu hành thuốc giả, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường khai gì trước tòa. Thưa quý vị, sáng nay,
Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo liên quan đến việc thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký cho hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin. Theo cơ quan truy tố, với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc, bị can Trương Quốc Cường có trách nhiệm chỉ định, điều hành, giám sát hoạt động của Bộ phận Thường trực đăng ký thuốc theo quy định. Tuy nhiên, Trương Quốc Cường không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao để Phạm Hồng Châu, nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và Bộ phận Thường trực đăng ký thuốc có nhiều sai phạm, như đưa hai hồ sơ thuốc trên ra thẩm định sớm trước gần 1.000 hồ sơ thuốc khác không đúng quy định, thể hiện sự ưu tiên không có lý do chính đáng, đưa thêm tài liệu trái quy định vào hai hồ sơ thuốc trên sau khi nhóm chuyên gia đã đề nghị không cấp số đăng ký. Dựa trên tài liệu này, Nguyễn Thị Thu Thủy đã viết thêm sửa chữa biên bản thẩm định từ không cấp sang bổ sung hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký trong khi hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, dẫn đến hậu quả 7 hồ sơ thuốc giả nhãn mác Health 2000 được xét duyệt cấp số đăng ký để 6 trên 7 loại thuốc nhập khẩu vào Việt Nam điều trị cho người bệnh. Tài liệu truy tố cũng thể hiện hồ sơ hai thuốc trên không được hợp pháp hóa lãnh sự khi đưa ra thẩm định. Trả lời hội đồng xét xử khi được thẩm vấn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói ông cảm thấy rất tiếc cho các sự việc đã xảy ra. Với cương vị là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ở thời điểm vi phạm xảy ra, ông Cường nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, ông Cường mong tòa xem xét bởi ông không được báo cáo. Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường khai, tôi rất tiếc ở các sự việc xảy ra thì tôi không được báo cáo, từ chuyên viên, trưởng phòng đến phó cục trưởng được phân công phụ trách. Trình bày trước tòa, bị cáo Trương Quốc Cường khẳng định, việc hợp pháp hóa lãnh sự là bước quan trọng trong hồ sơ thẩm định thuốc. Ông này cũng chắc chắn hai hồ sơ thuốc nêu trên không có hợp pháp hóa lãnh sự. Khai báo trước tòa, ông Cường nói các chuyên gia thẩm định đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ của hai thuốc này. Nói về trách nhiệm của mình ở quy trình thẩm định, ông Cường cho biết trong quy trình thẩm định mới không có báo cáo cục trưởng, ông không trực tiếp làm nên không phát hiện ra. Trước câu hỏi tại sao không đình chỉ lưu hành thuốc giả dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế khai, việc này ông rất quan tâm. Bị cáo Trương Quốc Cường nói, hơn chục năm trước, tôi chủ động chỉ đạo đi xác minh, nhưng các thông tin phản hồi không rõ ràng. Đặc biệt, tôi có trao đổi thì các phòng chức năng không có phòng nào tham mưu cho tôi là có thể thu hồi được. Về lời khai của cấp dưới liên quan việc tẩy xóa tài liệu, đưa thêm tài liệu vào hồ sơ cho rằng đó là ý kiến của cá nhân, không thể hiện là ý kiến của tập thể. Khi được hỏi về quan điểm của mình, bị cáo Trương Quốc Cường trình bày, ông đồng tình với cách đặt vấn đề của hội đồng xét xử bởi đã làm rất rõ được các thông tin liên quan. Theo bị cáo Cường, ở khâu thẩm định hồ sơ, trước đây có việc nhóm trưởng có một số bất cập, người tiền nhiệm của ông đã bỏ, thay bằng là thẩm định tập thể. Với việc thẩm định tập thể thì chỉ cho một ô để đánh dấu đồng ý hay không đồng ý. Khi ô này đã được tích, có 3 người ký đằng sau thì thể hiện đó là ý kiến của tập thể. Lãng phí bệnh viện hơn 200 tỷ đồng ở Bạc Liêu. Thưa quý vị, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu được xây dựng với kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Nhưng đáng buồn là sau hơn một năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, không tiếp nhận một bệnh nhân nào. Nhiều trang thiết bị y tế đắt tiền đắp chiếu, xuống cấp, hơn 130 cán bộ, nhân viên ngồi chơi xơi nước gây lãng phí lớn. Tại buổi làm việc với báo chí, bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu cho biết, bệnh viện được xây dựng trên khu đất rộng 13.000 m2 thuộc địa phận xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, với kinh phí hơn 200 tỷ đồng, do Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Năm 2010 được khởi công, vào đầu năm 2021, bệnh viện hoàn thành, gồm 3 khu, quy mô 1 trệt, 2 tầng lầu, với hơn 100 giường bệnh. Bác sĩ Trần Văn Khánh bức xúc nói, có thể nói đây là bệnh viện có quy mô khá lớn được ưu tiên đầu tư đồng bộ và hiện đại nhất tỉnh Bạc Liêu tính đến thời điểm này. Trong đó có một máy chụp CT hiệu Canon do Nhật Bản sản xuất, trị giá hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều máy móc khác như siêu âm, X-quang, trị giá hàng tỷ đồng nhưng không thể hoạt động vì không đồng bộ. Đáng lưu ý, một số công trình hạng mục, máy móc tuy chưa sử dụng nhưng đã xuống cấp, hư hỏng. Trong đó có 4/8 máy giúp thở vừa lắp đặt chưa hoạt động đã gặp sự cố. Ngoài ra, hệ thống máy xét nghiệm trị giá hàng tỷ đồng nhưng không có hóa chất kín để đưa vào hoạt động. 3 xe cứu thương trị giá hơn 5 tỷ đồng nhưng trang thiết bị kèm xe lại không đúng theo hồ sơ ban đầu. Hệ thống xử lý nước thải chưa được nghiệm thu, cấp phép hoạt động. Dù chưa đưa vào hoạt động, song khi kiểm tra có nhiều trang thiết bị y tế bị thiếu, gặp sự cố, xuống cấp, hư hỏng. Cũng theo bác sĩ Trần Văn Khánh, trước tình trạng nêu trên, bệnh viện đã mấy lần có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nêu rõ thực trạng tình hình, những bất cập, yếu kém, sai phạm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình làm chủ đầu tư xây dựng, mua sắm các trang thiết bị y tế của bệnh viện này.
Theo báo cáo số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu, do Giám đốc Bệnh viện Trần Văn Khánh ký, có nêu rõ về tình trạng các thiết bị chủ đầu tư đã lắp đặt và bàn giao cho bệnh viện hệ thống thiết bị y tế theo hợp đồng số 01, gói thầu số 11, gồm 77 danh mục, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều danh mục đã lắp đặt xong nhưng không thể nghiệm thu để bàn giao, đưa bệnh viện vào hoạt động, tiếp nhận bệnh nhân. Phần lớn các danh mục không có hồ sơ gốc, chỉ có bản photocopy, không thể bàn giao giá trị tài sản. Nhiều thiết bị y tế mặc dù đã được Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng không thể bàn giao cho bệnh viện được do luôn gặp sự cố trong vận hành. Toàn bộ hệ thống thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn và các máy giúp thở bị trục trặc. Ngày 3 tháng 12 năm 2011, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 1254 tạm giao thiết bị cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi quản lý, sử dụng. Bệnh viện thật bất ngờ nhưng phải chấp hành chỉ đạo của cấp trên, đồng thời không yên tâm khi đưa vào phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó, hơn một năm qua, hơn 130 cán bộ, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện chủ yếu ngồi chơi xơi nước, hưởng lương, không có việc làm bởi bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân do chưa được nghiệm thu chính thức. Để tìm hiểu khách quan và rõ hơn những vấn đề lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu đã báo cáo, kiến nghị đến Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, phóng viên đã trao đổi ý kiến với bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Bác sĩ Nam cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, trong đó chủ yếu là nguồn vốn ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, mỗi năm chỉ rót nhỏ giọt vài tỷ đồng. Đáng lưu ý, ban đầu Sở Y tế làm chủ đầu tư dự án, nhưng đến năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Do thay đổi chủ đầu tư và do chồng chéo, nhì nhằng việc bàn giao, tiếp nhận và do nhiều nguyên nhân khác, cho nên công trình xây dựng ì ạch kéo dài hơn 10 năm mới hoàn thành. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam cho biết, khi dự án xây dựng đã hoàn thành, đồng thời mua sắm cơ sở vật chất, đặc biệt trang thiết bị y tế khá hiện đại, tân tiến, trị giá hơn 100 tỷ đồng. Tổng trị giá đầu tư cho bệnh viện này hơn 200 tỷ đồng. Sở Y tế có quyết định bàn giao cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu, nhưng Giám đốc Bệnh viện kiên quyết không chịu nghiệm thu và đưa công trình vào hoạt động. Chính vì vậy, hơn một năm qua, bệnh viện này không tiếp nhận một bệnh nhân nào. Hơn 130 cán bộ, nhân viên của bệnh viện ngồi chơi xơi nước. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trực tiếp là đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, chủ trì phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu để sớm giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền. Vụ việc đang chờ Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh có kết luận chính thức và chỉ đạo cụ thể. Trao đổi ý kiến với báo chí về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang kết hợp các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh tiến hành kiểm tra, xem xét, làm rõ để có kết luận chính thức, đồng thời trình Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.